Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu bơm hai chiều dành cho các bạn chế máy ép bàn lân hoặc là những cái công cụ khác. Đây là loại hai chiều nhé. Thì các bạn phân biệt trên thị trường thì nó có loại hai chiều và loại một chiều. Một chiều không có nghĩa là nó lên và nó không xuống được. Một chiều là khi nó lên và trọng lượng tự nó sẽ đè xuống giống như ở ben của xe ba bánh ấy. Còn loại hai chiều là hai chiều là lên xuống chủ động nhé. Nó không phụ thuộc vào trọng lực xuống. Thường thường ấy, chiều đẩy ra thì bao giờ tải trọng cũng cao hơn chiều thu vào, đấy là do cái kết cấu của cây bơm thôi. Đấy. Còn các bạn nhiều khi cứ hỏi là cái bộ này đẩy hay là ép được bao nhiêu ấy, thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thông số. Ví dụ như là lực của máy nó được bao nhiêu áp. Đấy. Thì khi nó ép lên xi lanh ấy, thì nó có công thức tính. Ví dụ như là cây ben có cái đường kính càng lớn ấy, thì lực đẩy cùng một áp ấy, nhưng mà cây ben lớn thì lực đẩy sẽ cao hơn. Còn cây ben nhỏ thì lực đẩy sẽ yếu hơn. Bên mình thì đang có bán 3-4 cái loại xi lanh. Loại đường kính 50, đường kính 60, đường kính 70 và đường kính 80, đường kính 73 và đường kính 80. Đấy. Thì đối với cái đường kính 20, đường kính 50 ấy, thì theo thông số nhà sản xuất là lực đẩy tối đa là 2 tấn. Các bạn lưu ý đấy là lực đẩy chịu được tối đa của cây ben nhá, chứ không phải nó sẽ đẩy được 2 tấn. Cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà giống như nãy mình nói đấy là lực đẩy tối đa cây ben chịu được. Tiếp theo đến loại đường kính 60 là 3 tấn, đường kính 73 là 5 tấn và đường kính 80 là 8 tấn. Thì đối với cái loại đường kính như bên tay trái của mình đây là loại 560 này. Loại 60 này thì bên mình có nhiều hành trình khác nhau nhé. 30, 40, 50, 60, 80, 1 mét. Với cái loại 8 tấn này cũng thế này. Và loại mình không để hết ở đây. Thì các bạn lưu ý khi các bạn mua thì các bạn cần với những cái lực đẩy nhỏ thì các bạn mua cây nhỏ, lực đẩy lớn thì các bạn mua cây lớn. Tất nhiên các bạn có tiền thì mua càng to thì nó càng khỏe là tốt nhất. Thì nhiều khi là nó sẽ giảm áp chứ đi cho cái động cơ của mình. Cái ben lớn thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là lên chậm. Cái ben nhỏ thì nó sẽ đồng nghĩa việc tốc độ lên nhanh. Và lực đẩy nhẹ thì nó lên nhanh, lực đẩy nặng thì nó lên chậm. Nó rất là nhiều thông số khác nhau, cho nên là các bạn đừng hỏi mình là nhiều khi các bạn mua hàng cũng phải tìm hiểu một chút về cái thủy lực. Đấy. Thì mình sẽ giải thích như vậy để cho các bạn hiểu. Mình nói lại một chút nữa là cây ben có đường kính càng lớn ấy thì lực đẩy càng khỏe. So cùng một áp nhé, cùng một áp lực ấy, thì cây ben càng lớn thì lực đẩy nó sẽ càng lớn. Và lớn bao nhiêu ấy thì nó phụ thuộc vào cái độ khỏe của cái động cơ bơm. Thì các bạn mình sẽ có những cái đồng hồ đo áp. Nếu như các bạn mua thêm những đồng hồ đo áp thì các bạn lắp thêm vào những cái đường dẫn này, thì các bạn sẽ tính được cái lực đẩy. Thì còn bên mình chỉ có sơ sơ như vậy thôi. Thì các cái kích thước cơ sở của loại 8 tấn này, loại 3 tấn, 5 tấn, 2 tấn thì mình sẽ để ở dưới video để cho các bạn tự xem cái kích thước cơ sở của nó. Thường thường là nó sẽ ghi là kích thước hành trình cộng với này kích thước cơ sở. Ví dụ như là hành trình của cái loại này là loại 300 chẳng hạn, thì thân bơm của nó phải dài hơn một chút nó mới chứa được cái hành trình đấy. Tiếp nữa là đến cái phần dây dầu thì bên mình có loại 50 này, loại 1 mét này, loại mét rưỡi và loại 2 mét. Đấy, các bạn mua cỡ nào thì các bạn lưu ý. Cây ben loại này thì nó là cây ben mặt bích, thì thường thường nó dùng để chế máy ép. Thì các bạn xem những cái máy ép thủy lực hoặc là những cái đấy thì nó sẽ bắt ốc vào đây và trên cái mặt bích này. Bốn con ốc này và sau đó là hành trình nó đẩy xuống như thế này. Đấy là dạng làm máy ép. Còn cái loại hai đầu tự do này thì
thường thường là chế cho những cái cơ cấu lưng hạ như là tời hay là ben hay là xe lân gì đấy thì nó sẽ dùng loại này. Loại này thì bên mình có loại dài nhất là 1 mét, các cái loại dài hơn như 1,5 mét hay là bao nhiêu thì các bạn phải đặt mới có. Thì mình chỉ làm bán đến loại 1 mét thôi. Còn đây là cái đầu bơm. Đầu bơm này bao gồm thùng dầu và hai đầu ra, tích hợp van chia luôn nhé. Trên này nó có một bộ van chia hai chiều luôn này. Đấy, bên này là buli. Buli này đai bản B các bạn nhé. Các bạn là có những cái động cơ dư bỏ ra như giống như động cơ bơm nước hay là động cơ gì đấy thì các bạn có thể mua thêm, hoặc là các bạn tận dụng những cái động cơ bơm nước ấy. Nhưng các bạn lưu ý cái đai này là đai bản B nhé. Thì các bạn đi mua, các bạn mua đai bản B về các bạn lắp là vừa. Cứ ra quán bảo bán cho đai bản B. Với những cái động cơ của các bạn thì các bạn mua đai bản B đi. Các bạn mua cái này là bơm thuận các bạn nhé. Đây, đây là chiều quay như này. Đấy, nó có loại bơm thuận và loại bơm nghịch. Thì các bạn mua thì các bạn lưu ý. Còn nếu như không không quan trọng thuận nghịch ấy, thì các bạn mình sẽ bán cho các bạn theo mặc định thôi. Cứ đưa loại nào các bạn về làm lại đấy. Thế còn các bạn lưu ý trước cho mình bơm nào là bơm thuận, bơm nào là bơm nghịch thì mình sẽ đưa cho các bạn, còn không lưu ý thì mình sẽ đưa theo ngẫu nhiên. Đều dùng được cả, không vấn đề gì. Thuận nghịch thì nó chỉ là chiều quay thôi. Thùng dầu này là thùng dầu 3 lít rưỡi nhé. Đấy. Thì đối với các bạn mà dùng cây ben quá lớn mà không đủ sức chứa dầu thì các bạn có thể thay thế. Tháo cái thùng dầu này ra. Ở trong này nó có 4 con ốc này. Các bạn tháo thùng dầu này ra và các bạn làm một cái thùng dầu khác, bắt dẫn dầu vào đây thôi, cái đấy cũng không khó. Bên mình sẽ cung cấp cho các bạn các cái loại van, các loại ốc đấy, các cái con ốc dầu các thứ để các bạn làm cho nó dễ thôi. Thùng dầu mình có thể tự đóng được. Chi tiết thì như vậy, thì các bạn cần loại nào thì xin liên hệ 0983 818 955. Các cái thông số, cách thức tính toán áp lực thì như nào mình sẽ để ở phần dưới sau khi xem nốt cái phần video này. Thì các bạn xem, nhớ xem, chú ý xem đến cuối video nhé. Cảm ơn các bạn, và nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới khi có video đăng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.